Hi, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Bado Optical. Hôm nay mình muốn làm cái video này để mình chia sẻ về cái làm tranh các chủ đề cho trường mẫu giáo. Nếu mà các bạn nào mà là chuyên làm về cho các cô mẫu giáo ha, những cái video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái cách đơn giản nhất mà mình để làm các cái chủ đề, và mình hiểu các chủ đề nó như thế nào thì mình mới làm được. Đây các bạn thấy nè, ở trên đây mình có một cái hồi chói ha, mình các bạn sẽ thấy là cô giáo tới ghi cho mình là làm tới 10 thông thường thì ở mẫu giáo thì có 11 chủ đề thôi. Tuy nhiên là các cô ở đây cộng thêm mấy cái chủ đề nhỏ nữa, nó thành tới 16 chủ đề. 16 cái chủ đề. Thì để làm được cái chủ đề thì mình sử dụng cái phần mềm Corel. Thì bây giờ các bạn sẽ vào trong cái phần mềm Corel, các bạn mở phần mềm Corel lên ha. Đây. Khi các bạn mở cái phần mềm Corel lên thì trước tiên á, để các bạn làm á, thì các bạn lên mạng, các bạn download một cái bản vòng tròn màu này về. Những cái video trước mình cũng đã hướng dẫn tại sao phải sử dụng cái vòng tròn màu này. Tại vì các bạn biết là khi mà mình làm á, mình không phải là chuyên về thiết kế đồ họa thì mình sẽ rất là lúng túng với cái bảng màu. Thì ở trong Corel có nhiều bảng màu, như các bạn thấy này, đây là những cái bảng màu đơn ha. Mà mình, nếu mà mình không biết cái bảng, những cái bảng phối màu thì mình sẽ dựa vào cái vòng tròn màu này khi mình để làm á. Thì đối với tranh mẫu giáo thì cái màu sắc nó phải tương phản và nó sáng, nó giống như là nó đối nghịch với nhau, nó tương phản với nhau thì nó mới rõ được. Thì ở đây cô giáo là yêu cầu tranh A3, thì ở đây kích thước của tranh A3 tức là 240 ha, 420 297, tức là ngang kích thước của giấy A3 nó là như vậy. Các bạn đánh ở đây là 240 nè, các bạn vẽ khung ha, đây 297. Đây là những cái cách mà mình nghĩ là đơn giản nhất, nó không có cầu kỳ. Tại vì các bạn biết là khi mà sử dụng những cái bảng mà nó quá cầu kỳ á, thì mình sẽ mất rất là nhiều thời gian và mình sẽ tốn rất nhiều thời gian, trong khi đó là mình lại thiết kế miễn phí. Nên là mình nên lựa chọn những cái phương án nào mà nó nhanh nhất và tối ưu nhất để mình làm. Thì ở đây mình sẽ chọn của A3. Thì các bạn biết đây, vòng tròn màu như thế này, để mà lấy cái màu của nó thì các bạn ở vào trong này nè, các bạn thấy vào trong cái hình cái cây bút hút không, tức là khi các bạn đưa cái trỏ chuột vào, các bạn sẽ thấy nó có hiện lên cái chữ là Color Eyedropper Tool. Tiếng Anh mình không rành lắm, nhưng mà các bạn vô cái biểu tượng này nè, các bạn lít vô một cái thì các bạn đưa vào trong đây nè, các bạn sẽ thấy nó là sẽ hút màu nè, các bạn thấy không, đây nè, hút màu. Thì bây giờ các bạn muốn chọn cái màu này, các bạn lít trái chuột một cái thì nó sẽ tự động nó ra một cái thùng sơn. Thì các bạn lít đưa cái thùng sơn vào trong đây thì nó sẽ tô màu. Còn các bạn đưa lên trên cái viền thì các bạn sẽ thấy là cái thùng sơn nó có một cái ô trắng trắng chính giữa, tức là đây là cái viền ha, đây là cái viền. Bây giờ mình sẽ tô cái này đi, rồi bây giờ mình sẽ không cần thiết cái viền nữa thì mình sẽ bỏ cái viền đen đi ha. Bỏ viền đen đi. Thứ nhất ở đây là tiếp đây nè, mình sẽ phân định ra, tức là về chủ đề. Ví dụ một cái chủ đề đầu tiên đó là cái chủ đề trường mầm non. Trường mầm non thì chúng ta sẽ hiểu nó là sẽ chuyên về ví dụ như là những cái ngôi trường của trẻ mầm non nè, trẻ đến trường nè, khai giảng học năm học mới nè, trẻ ha. Thì chúng ta sẽ phân định, ở đây mình sẽ làm phân định là 6 cái vòng cái ô như thế này. Thì mình kẻ cái ô ra thì trên đây là các bạn sẽ thấy cái ngòi viết á, tức là cái đường line á, thì mình sẽ cho nó đậm lên một chút. Đây là những cách đơn giản nhất mà mình hay làm cho các cô giáo. Thì các bạn nào có những cái phương án tối ưu hơn thì các bạn cứ chia sẻ lên để cho mọi người cùng học hỏi. Thì đây là một cái kênh để cho mọi người cùng nhau học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, những cái kinh nghiệm mà làm trong cái ngành nghề photo in ấn. Thì mình nghĩ là các bạn nếu có nhiều cái chia sẻ hay thì mình cái sẽ giúp được cho tất cả các bạn, đặc biệt là những cái bạn mới vào trong cái ngành hoặc là những cái bạn mà đang chuẩn bị làm, có những cái mối chuẩn bị như ví dụ như mấy cô mẫu giáo thì rất là tốt ha. Đây là 6 ô như thế này, các bạn rút lại, các bạn kéo chuột xung quanh đây nè, các bạn rút lại, Ctrl G, các bạn bấm chữ E nè,
chữ E là nó vô giữa đúng không? Các bạn bấm chữ C. Rồi các bạn bấm chữ chữ C thì nó cân trên đây như thế này nè. Rồi các bạn bấm chữ C thì nó sẽ cân cân cái này ha. Thì ở đây mình sẽ cần ở trên đây là cái tiêu đề, cái chủ đề, ghi tên cái chủ đề thì các bạn ghi trên đây nè. Thì đây mình làm một cái khung. Mình sẽ tạo ra một cái khung như thế này. Đúng không? Mình cho cái này nền trắng để nó tạo sự khác biệt. Và trên đây này các bạn sẽ thấy nè, khi mà các bạn click vào trong cái khung á, các bạn thấy trên đây nó sẽ hiện ra những cái ô thế này đúng không? Như các bạn cứ đẩy lên cho nó bo cái góc á. Cái này mục đích cho nó bo cái góc. Đây, cho nó bo cái góc thế này. Rồi các bạn bấm vào trong cái đối tượng này ha. Các bạn giữ shift, các bạn click vào trong cái đối tượng thứ hai, các bạn bấm chữ C thì nó sẽ cân cái đối, cân đối giữa hai cái bên này nè. À, hai cái này nó sẽ cân với nhau ở giữa cái tâm giữa thế này. Giữa. Và đây mình sẽ cần thêm một cái đường viền để tạo cái điểm nhấn cho nó nữa. Đây, mình sẽ tạo cái điểm nhấn như thế này. Đây. Được chưa? Mình sẽ tạo điểm nhấn. Thì mình sẽ cũng click vào trong cái khung này và mình sẽ click vào trong cái khung nhỏ này và bấm chữ C thì để cho nó cân nè. Thì ở đây cho nó tăng cái đường line lên. À, có thể là các bạn tăng vừa phải thôi. Ví dụ như đây cái nền này thì mình sẽ cho nó màu vàng lên nè. Các bạn sẽ thấy nó có sự khác biệt liền. Và cái này lên trên. À, còn đây các bạn muốn cho cái màu gì đó hoặc cho màu vàng hay là cho màu lai gì đó thì các bạn cứ kéo ra. Rồi. Đó là hình thức là như thế này. Còn những cái ô này thì mình sẽ lên trên Google mình sẽ search. Ví dụ như ở trên đây là các bạn sẽ đánh nè. Ví dụ như đây là tên thì các cô giáo kêu là ha, tên chủ đề. Thì các bạn đánh chủ đề. Hai chấm. Ví dụ như trường mầm non. Mầm non. Đây. Thông thường đôi khi Corel các bạn đánh chữ nó hay cái bị lỗi chữ H đây nè. Ha, thì các bạn cứ lứt như vậy thì các bạn bỏ lại như vậy. Ok. Đối với cái phông chữ mà sử dụng cho dạy học trường mầm non thì nó là sử dụng phông chữ UTM AVO đây nè, hoặc là Veni AVO, chữ AVO đó nè. Các bạn cứ lên mạng, các bạn nếu mà các bạn chưa có cái phông này các bạn lên mạng các bạn search phông chữ ha. Ví dụ các bạn vô Google các bạn search phông chữ là Veni AVO. Phông chữ nè. Đó, ví dụ như các bạn đánh là phông chữ UTM AVO thì đây nè. Rồi các bạn cứ download về rồi các bạn cài đặt install nó vào thôi, không có gì hết, đơn giản ha. Rồi. Chủ đề trường mầm non. Thì ở đây nè, các bạn sẽ thấy nè, đó các bạn sẽ tô màu cho nó như thế này. Đó. Đây là một cái tổng thể, tức là một cái tổng thể cho một cái chủ đề. Thì sau này mười mấy cái chủ đề sau, tức là mình vẫn giữ cái chủ thể này. À, vẫn giữ cái đối tượng chủ thể này để mình làm, nhưng mà về cái màu sắc ở đây thì có thể các bạn sẽ đổi màu chữ cho nó khác biệt nè, màu nền cho nó khác biệt nè. Thì để đổi màu chữ thì các bạn có thể là vào trong này nè. Ví dụ như nếu mà các bạn cho cái phông này nó màu xanh như thế này thì cái kiểu chữ thì cái ví dụ như đây màu xanh này thì cái chữ nó hơi nâu chút cũng được, hoặc là các bạn thấy làm sao mà cái chữ nó nổi lên ha, cho nó thử có việc đó. Đây các bạn thấy chưa, đó là như thế này. Còn đối với hình thì các bạn cứ download lên trên mạng trên Google, các bạn cứ download hình về. Thì để hiểu hơn là 12 cái chủ đề thì đây mình đã làm ra được 12 chủ đề rồi. Đây là một trong những cái bản mà mình cảm thấy nó đơn giản nhất mà nó làm cho mình nhanh nhất. Còn có thể là những cái bạn có thể tư duy sáng hơn thì các bạn có thể làm những cái kiểu cách nó khác nhau để cho nó đẹp. Thì ở đây là cái chủ thể, bây giờ mình sẽ xóa ha. Đây là cái chủ thể nè, đây các bạn thấy nè, chủ đề trường mầm non mình đã làm như thế này. Thì đây là các bé ngày đầu tiên tới trường nè, các bé vui chơi xong sân trường, lễ khai giảng. Và đây là cái trường mầm non, đó là cái chủ thể của trường mầm non. Thì các bạn sẽ hiểu như thế đó, tức là cái chủ thể trường mầm non, chủ đề trường mầm non, tức là những cái nào mà liên quan tới ví dụ trường mầm non nè, những cái hình ảnh về trường mầm non, ngày đầu tiên bé đến trường, bé vui chơi trong trường, thì đó là chủ thể trường mầm non. Cái tiếp theo, cái thứ hai đó là chủ thể chủ đề bản thân. Bản thân là gì? Tức là bé tự rửa tay, tự tắm, có thể biết lấy khăn lau mặt, hoặc là cái cơ thể của bé. Đây các bạn thấy nè, chủ thể trường cái bản thân là như thế này. Rồi, cái thứ ba là chủ thể gia đình. Chủ thể gia đình là có gì? Toàn thể là về gia đình nè. Bố mẹ con đi chơi dã ngoại, toàn về là hình gia đình.
Rồi tiếp theo chủ thể về dinh dưỡng và sức khỏe. Dinh dưỡng thì nó có những cái loại dinh dưỡng như chất bột, chất đạm, chất vitamin và chất xơ, chất béo. Và sức khỏe thì cái gì? Sức khỏe thì ăn uống đủ đủ chất. Ăn uống đủ chất thì khỏe mạnh nè, rồi bé tập thể dục đồ để có mới có sức khỏe. Tức là cái chủ đề này thì nó hình hình dạng nó như thế này. Chủ đề thứ năm tức là chủ đề nghề nghiệp, thì nghề nghiệp các bạn biết là quá rõ ha, ví dụ như nghề nông, nghề bác sĩ, nghề giáo viên, nghề thợ xây, nghề thợ điện, nghề thợ hàn, đó thì chúng ta đưa vào thì nó là một chủ thể của chủ đề nghề nghiệp như thế này. Cái thứ sáu là Tết và các mùa ha. Tết thì nó có hoa mai, hoa đào, Tết thì có gói bánh chưng, Tết có đi chơi Tết, chúc Tết ông bà và mâm quả ngày Tết. Đây là cái chủ thể của chủ đề Tết và các mùa. Chủ thể về thực vật, thì có là cây ăn quả, cây ăn trái ha, rồi bông hoa, rồi cây ăn lá, cây ăn củ. Đã nói về chủ đề thực vật thì nó cũng có thể là nhiều, ví dụ như cây rừng, cây bụi gì đó thì các bạn có thể bỏ vào trang trí tùy theo trường hợp. Chủ đề thứ thứ bảy ha, thứ bảy là chủ đề động vật. Động vật thì các bạn sẽ thấy này, đây là động vật sống trong rừng, động vật sống dưới nước và côn trùng ha. Đây là đây là những động vật trên bờ ha, động vật côn trùng nè, rồi động vật sống dưới nước là có cá nè, chim nè, đó đây là chủ thể của cái động vật, cái chủ đề động vật. Cái thứ 8 đây là chủ thể của phương tiện giao thông. Phương tiện giao thông thì nó có cái chủ thể của nó là ví dụ như là phương tiện đường không nè, phương tiện đường sắt nè, phương tiện đường đường bộ, thì nó có đường thủy thì bao gồm là ha đường thủy, xe máy, xe đạp, đây là những cái phương tiện di chuyển đó. Đây là chủ thể, nó là chủ thể như thế này. Chủ đề thứ 8 đó là nước và cái hiện tượng thiên nhiên. Nước thì các bạn quá rõ rồi ha, nước hoặc là có thể là thác nước hay là gì đó, nguồn nước. Thì hiện tượng thiên nhiên có là ban ngày, ban đêm, rồi cầu vồng, sấm chớp, rồi mưa sao băng. Đó là những chủ thể của nước hiện tượng thiên nhiên. Cái tiếp theo đó là chủ đề quê hương đất nước Bác Hồ, tức là cái chủ đề này người ta muốn nói là những cái cảnh đẹp ở cái quê hương của các bạn nè. Ví dụ là mình đang ở Phan Thiết thì có tháp nước Phan Thiết, thì các bạn tới Phan Thiết thì các bạn chạy qua bên đường Trận Đạo ha, qua cầu Trận Đạo. Tức là các bạn lên cầu, các bạn sẽ nhìn về phía tay trái, nếu các bạn từ thành phố ra thì các bạn sẽ thấy một cái tháp nước. Đây là cái biểu tượng đặc trưng của thành phố Phan Thiết và khu du lịch Đồi Cát, Mũi Né và Mũi Cây Gà. Đây là ba cảnh đẹp của Phan Thiết, và đây dưới đây là có Bác Hồ. Bác Hồ quê hương đất nước thì đây lấy chủ thể của chùa Một Cột và Hà Nội và cái nhà tòa nhà Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái chủ thể chung của quê hương đất nước Bác Hồ. Và cái tiếp theo đó là chủ đề trường tiểu học. Thì chủ đề này thì là nó nằm ở cuối nè, tại vì khi mà học lớp lá xong là các bé sẽ được đi tham quan vào trường tiểu học nơi gần gần mà chuẩn bị vô học đó. Thì trường tiểu học thì có là ví dụ như là trường tiểu học mà học sinh chào cờ, rồi học trong lớp các tiểu học này. Đây nè, đây là chủ thể, chúng ta sẽ hình dung như thế đó để các bạn làm ha. Chủ đề bé và các bạn, đây là những chủ đề ngắt thêm, chủ đề ngắt thêm thì có bé chơi với các bạn thôi. Đây là chủ đề, và chủ đề đồ dùng đồ chơi của bé ha, đồ dùng đồ chơi, tức là đây là những cái đồ chơi của bé trong trường. Cái tiếp theo là chủ đề bé với mùa hè. Thì có bé mùa hè thì có mùa hè là chơi cùng gia đình, thả diều, rồi mùa hè thì nóng nực đi tắm ở hồ bơi hoặc là đi tập bơi ở tắm ở biển ha, và đi du lịch cùng gia đình. Các cô trong trường mầm non thì đây là những cái hoạt động của các cô giáo ở trong cái trường mầm non nè, ví dụ như là đưa cho trẻ cái này gì rửa tay, đưa xà phòng cho trẻ rửa tay, rồi chỉ với trẻ cách cầm chén, rồi đút cho trẻ ăn, rồi dạy học, rồi vui chơi, rồi cho bé ngủ. Đó là cái những chủ thể của cái chủ đề này. Thì đây là mình nói, đây là trong những cái cách mà mình hay làm nhất để mình in tranh trang trí các chủ đề cho các cô giáo, và đặc biệt là trang trí trong các lớp á, thì mình hay sử dụng cái này. Hoặc là các bạn nào có những cái cũng có thể có những cái sáng tạo riêng và các bạn cảm thấy đẹp thì các bạn cứ làm, nhưng mà những cái tổng thể của 11 chủ đề mẫu giáo thì nó là như thế ha, nó là như thế. Thì các bạn cũng có thể là các bạn đó, các bạn cứ hình dung được là cái chủ đề nó, khi các bạn đọc tới cái chủ đề thì các bạn sẽ hình dung ra được là cái chủ đề này mình sẽ lấy những cái hình như thế nào và mình để mình vào để cho nó phù hợp. Đó là 11 cái chủ đề và những cái chủ đề ngách mà mình đã nói rồi.
Thì để lấy hình á, thì nó có các bạn lên Google rồi thì hình nó rất là nhiều dạng, đúng không? Ví dụ như hình trường tiểu học, các bạn sợ là trường tiểu học, các bạn vào một hình ảnh này. Tuy nhiên để lấy hình á, thì các bạn sẽ rê con chuột vào trong hình, các bạn sẽ thấy nè, các bạn sẽ thấy cái thông số này hiện lên nè, đó, các bạn thấy là 1.000 nhân cho 666 đúng không? Tức là kích thước của hình, càng lớn thì cho hình ra càng nét. À, cho ra hình càng nét thì các bạn nên lấy những cái hình có kích thước lớn như thế này. Các bạn thấy bên đây cái hình là nhân 480 320, tức là đây cái hình ở mức độ nhỏ. Thì khi các bạn copy vào trong cái hình này vào trong cái file á, thì nếu mà các bạn làm á, thì nó rất là nhỏ và nó sẽ gây ra cái tình trạng là bể hình. Tức là bể hình, tức là đây. Các bạn thấy không? Các khi các bạn zoom to như vậy thì nó sẽ bể hình. Còn mà khi các bạn lấy ở chủ thể những cái hình mà có cái độ phân giải PDI này nó lớn này, thì khi đó các bạn cấp vô, các bạn phóng to ra thì cái hình nó ha, nó rất là nét. Do đó là những cái hình mà khi mà các bạn lấy hình thì các bạn nên chú ý những cái thông số đó, và các bạn lấy để cho nó nét, in ra nó nét và cho nó đẹp. Rồi, video của mình chia sẻ về cái cách làm 11 cái chủ đề, cũng có thể là đây là những cái cách mình đã nói trước, đây là những cái cách đơn giản. Các bạn có thể là tạo ra những cái kiểu mẫu mã nó khác nhau. Nhưng mà cái chủ thể ở video này mình muốn chia sẻ với các bạn, tức là khi mà các bạn làm ở chủ đề nào thì các bạn phải hình dung được là chủ đề đó nó có những cái gì để các bạn làm trang trí tranh cho các cô mẫu giáo. Đây là một trong những cái cách mà mình, những cái mối của cô mẫu giáo. Nếu các bạn nào gần trường mẫu giáo thì đây là một trong những cái dịch vụ mà mình làm, mình thấy nó cũng rất là ngon, rất là ok. Thì mình muốn chia sẻ cái video này tới cho các bạn. Nếu các bạn cảm thấy video có hữu ích thì các bạn hãy bấm cho mình một like nha, để ủng hộ tinh thần, để sau này cái mình sẽ còn ra nhiều, mình có động lực mình ra thêm những cái video khác để chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình làm, để cho các bạn cùng biết và các bạn cùng cùng làm. Nếu các bạn nào mà mới ghé vào kênh Badu Optical thì các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng quả chuông để nhận cái thông báo khi mà mình đăng cái video mới lên đó. Các bạn là người đầu tiên theo dõi được. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Nếu các bạn có những cái thắc mắc hoặc là những cái bình luận comment thì cứ các bạn cứ comment ở dưới video. Nếu mà trong cái thời gian sớm nhất mà mình có thời gian thì mình sẽ phản hồi lại cho các bạn trong cái khả năng của mình. Những cái nào mình biết thì mình phản hồi lại. Rồi chúc các bạn thật nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye các bạn.